mời cả nhà đến với mảnh đất Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Xung quanh thị trấn Tiên Yên thì cũng toàn rừng với lại đồi, tôi thấy là chó đá gà ăn sỏi đấy. Thế nhưng mà cái thị trấn Tiên Yên thì nó nằm lọt thỏm ở đây, nó nhỏ nhắn. Nó nằm trên cái con đường cao tốc mà mình đi từ Hà Nội thì đi từ Hạ Long ấy, chạy lên Móng Cái. Khoảng giữa giữa thì mình rẽ vào mà mất nhìn thấy biển Tiên Yên, ta rẽ vào khoảng độ 5 cây thì cái thị trấn này. Một nơi một cái địa danh mà nó không quá nổi bật ở cái quả đất Quảng Ninh này. Đi khoảng độ chưa đầy 100 cây nữa là lên đến biên giới Trung Quốc rồi. Cái vùng này là trong những cái vùng mà nó khá là ít tài nguyên của Quảng Ninh, không giàu có như Hạ Long rồi các nơi. Ở đây thì mình lại cũng không hiểu tại sao mà cái vùng này lại rất nhiều đặc sản ngon thì sẽ giới thiệu. Ở đây là cái nhà hàng trong thị trấn. Thị trấn thì nhỏ, có mỗi nhà hàng rất là to, tương đương với nhà hàng tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Vùng Tiên Yên này mình có mấy cái đặc sản là cái món khâu nhục, rồi món đây khâu nhục đây to vật vã, đĩa này khoảng độ 180.000, rồi cái món thịt gà của Tiên Yên thì không biết là gà đúng là chó ăn đá gà ăn sỏi hay sao, nó ăn sỏi nên là gà thịt gà rất là vàng, nên là mình không ăn, mình không review được cái gà. Măng của nó tươi ngon, đang đắng, mình xào. Và cuối cùng là cái món là kẹo lạc hồng, kẹo nó giống như bánh nha ở miền Nam, bấm nó mềm mềm. Một số những đặc sản của vùng trấn Tiên Yên này. Đi qua thì mình sẽ qua thưởng thức ở đây ăn trưa, thì ăn trưa cũng không để lại đây làm gì nữa nhiều. Mình dừng lại mình ăn đặc sản này, tôi cho là cũng có giá trị của nó. Đây nha, thịt gà của Tiên Yên thì nó phải gà hấp các bạn nhé, cứ gà hấp gà luộc mà chơi. Da gà Tiên Yên nó phải vàng chóe thế này nhé. Đấy, rồi cái da này mỏng thôi nhưng nó bám sát vào cái lớp xương ấy. Ăn cái gà Tiên Yên này phải là gà hấp. Đấy, gà chắc là gà đi bộ, gà chạy bộ gì đó, ngon lắm.